rồi. Tiếp nữa là chi tiết chân cột, vẽ to nó ra bên này. Còn cái sơ đồ tổng thể này thì tôi vẽ nó nhỏ thôi. Như các bạn đang vẽ đây thì tôi cho là cũng ổn. Thế còn theo cách của em thì cũng được. Tôi nghĩ là cũng được, nhưng mà nó sẽ liên quan đến vấn đề này đấy ạ. Đấy, nó liên quan đến sơ đồ hình kèo. Thế thì chỉ có thể hiện được khi mà tôi mặt bằng kết cấu tôi là cột và kèo. Có nghĩa là cái kèo vẽ riêng ra phía bên ngoài thì làm được như thế. Thì sau đó rồi cái chi tiết, vì cái cột này chỗ này tôi vẽ rất to rồi thì đương nhiên ở trên này tôi cũng vẽ nó to. Tôi lại cắt ngang qua đây, cắt ngang vẽ to, đặt lên đây và làm luôn cái chi tiết này đặt vào cái chỗ này. Thế là ta được luôn cái chi tiết cột và kèo. Em hình dung được chưa? Thì cũng được. Đấy là cái, đấy là cái cách, một cách thể hiện. Nhưng cái cách mà tôi cho là tròn chỉ hơn đó là gì? Là thể hiện bé như thế này, bé như thế này, sau đó rồi tôi vẽ các cái chi tiết này vào. Thì còn thể hiện nhẹ vẫn được, vẫn có người thể hiện như thế. Nhưng mà tôi đang nói tiếp về cái chỗ này một chút. Ở cái chỗ này là lúc nãy thì tôi đề nghị đó là gì? Chúng ta nên xem xét lại những cái thanh chống này và bố trí lại rằng sao cho nó hợp lý. Nó ăn khớp với cái việc cửa trời. Cái này nó liên quan cửa trời mà. Như của bạn gì lúc nãy ở đây thì cái cửa trời này nó bắt buộc phải có hai cái hệ giằng đứng ở hai bên. Thì bạn để cái thanh chống ở đây. Những cái điều cái này nó bé tí so với kết cấu của chúng ta lớn như thế này, cái điều không hợp lý, cho nên tôi nghĩ rằng là nên đổi lại cái sơ đồ kết cấu này. Cái sơ đồ mà cửa trời như của bạn đây tôi thấy rất hay, đó là bạn dồn tải được ra hai bên, nhưng nó cách giữa nhịp chả bao nhiêu, cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà để cho nó hợp lý về mặt bố trí hệ rằng đứng là tất cả cái kết cấu thì nên bố trí lại cái hệ này, đây có thanh chống đứng và có cái thanh xiên ngược lại, thì lập tức tôi chuyển cái thanh chống đứng xuống đây và tôi chuyển cái thanh xiên ra đây thì hệ rằng đứng tôi đặt vào đây được rồi. Các em hình dung được chưa? Thì nó hợp lý hơn. Nó hợp lý hơn về toàn bộ hệ thống kết cấu thì nó hợp lý hơn. Nhưng nó có một điều không hay bằng bạn, đó là tải trọng. Bây giờ tất cả cái cửa mái này phần lớn tải trọng được đặt vào chính giữa nhịp. Nhưng thực ra bạn dồn ấy, nó dồn sang hai bên này thì nó chỉ cách cái giữa nhịp có 1,5 m, nó không nghĩa lý gì đâu. Thì mặt lý luận thì cảm thấy có vẻ rất hay, nhưng trên thực tế thì nó cũng không có hiệu quả là bao nhiêu đâu. Thì đấy là cái chỗ mà tôi muốn nhấn mạnh thêm với chúng ta về ở cái chỗ này, ở chỗ hệ rằng. Ở liên quan đến chỗ hệ rằng này thì tôi cũng muốn nói đến là cái thanh này này. Cái thanh này là có, chỉ có khi nào, khi mà độ mảnh, có một số bạn tôi xem kiểm tra ngoài mặt phẳng khung của cột đấy thì cần. Chứ còn lại phần lớn là không cần. Thế thì không có nhất thiết phải đặt cái thanh này đâu ạ. Mặc dù là đây tôi vẫn là có cái thanh chống ngang, vẫn phải chia hai bởi vì cái cột của tôi nó cao. Em kiểm tra độ mảnh nó không thỏa mãn em mới cho vào đấy. Đúng rồi, không, đây tôi đang nói chung, tôi chỉ hướng dẫn chung thôi. Nha. Tôi hướng dẫn chung thôi. Thế thì như vậy là chỉ có cho vào khi nào, khi độ mảnh ngoài mặt bằng cột không thỏa mãn thì mới cho. Đấy. Thế còn lại thì không cho. Thế còn ví dụ như của bạn ở đây thì chia cái này ra thành hai khoang thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng ở đây cột của bạn ấy cao chỉ có 8 mét thôi. B là 6 mét. Thì thực ra mà nói tôi cũng không cần phải làm đến như thế. Tôi vẫn làm thế này được mà. Và vẫn có thanh chống ngang ở đây được mà. Thì cái sơ đồ của tôi tiết kiệm hơn của bạn rất nhiều. Nó vẫn đảm bảo. Nha. Đấy là cái mà chúng ta cần phải lựa chọn, cái mà chúng ta cần phải, và khi mà hỏi chúng tôi sẽ hỏi cái cách xử lý đấy, chứ không hỏi lý thuyết. Chúng tôi viết hết rồi và chúng ta làm mãi rồi, làm đoán này xong rồi, tất cả những thứ rồi, tài liệu nó có đủ, cứ thế mà làm. Vấn đề là với cái lý thuyết như vậy
Và với cái tiêu chuẩn như vậy thì chúng ta xử lý bài toán cụ thể của mình thế nào? Thì chúng tôi sẽ đặt vấn đề và sẽ hỏi chúng ta những cái điều đó để xem chúng ta có hiểu hay không. Cho nên đề nghị chúng ta khi mà làm bài chúng ta phải biết tại sao mình làm như thế này nha, để hiểu bài. Chứ còn lại giải quyết một cái việc này tính toán ra làm sao nó có bài hết chứ còn đâu. Đấy thì cái chỗ ấy rằng thì tôi muốn là nhấn mạnh lại với chúng ta tất cả những điều như vậy. Còn việc bố trí giờ ngồi tự chúng ta điều chỉnh thế nào đó để có được cái mặt bằng bố trí giờ ngồi. À, thì còn nếu mà không điều chỉnh được thì chúng ta chấp nhận một cái khiếm khuyết. Cái mặt bằng giờ ngồi mình ghép với cái mặt bằng kết cấu được không thầy? Vâng, đấy thì tôi đang nói đây là mặt bằng bố trí hệ thống kết cấu. Mà giờ ngồi là một cái hệ kết cấu chứ nó là cái gì? Thế bây giờ ta sang đến cái phần chính của chúng ta, cái cấu tạo chính. Đó, cái cấu tạo chính ở đây chúng như bạn đây viết là đúng rồi, chúng ta sẽ phải thể hiện cái điều này để cho tiện là các thầy nhìn lên đây xem cái thanh kèo này chúng ta làm thế này có hợp lý không. Hợp lý đó là gì? Một bên là chiều dài của thanh, một bên là nội lực của thanh, lực kéo lớn nhất, lực nén lớn nhất được ghi vào đây. Đấy, thì là làm như thế này là được rồi. Đây là nội lực tính toán của thanh giàn chứ không phải nội lực thanh giàn, nó nhiều trường hợp lắm. Phải không ạ? Đây là nội lực của chúng ta đưa ra để tính toán cho thanh giàn. Thì đấy là cái các em có thể ghi vào đây, ghi những thứ như thế này vào đây đúng rồi cái sơ đồ này. Và tôi thì tôi rất muốn làm thế nào đó là sổ tuẹt cái mặt đứng đầu hồi này đi. Chuyển cái này ra đây để chúng ta vẽ các thứ của ta cho nó rôm rả, cho nó chuẩn. Được chưa? Thế bây giờ sang đến cái chi tiết mà chúng ta vẽ bên này, đó là cái hệ dàn và hệ cột. Người ta nói góp ý hệ dàn trước. Tất cả các dàn, nhắc lại, tất cả các dàn nhịp trên 24 mét đều phải nối thành cạnh. Ở đây bản vẽ này của bạn này không nối ở đâu cả là không được rồi, sai rồi. Tại sao phải nối ạ? Tại vì được chiều dài cũng 12 mét. Đúng rồi, mặc dù chúng ta chọn cùng một tiết diện, mặc dù là chọn cùng một tiết diện nhưng vẫn phải nối. Bởi vì chiều dài của thanh thép góc của chúng ta không dài quá được 12 mét đâu, nó dưới 12 mét cơ. 11 mét mấy đấy? 1m7 thì phải, tôi nhớ không rõ lắm. Còn ngày mai nó có một cái loại thép định hình nó dài 15m, 16m thì cái việc đấy là gì? Nhưng tại sao người ta lại chọn cái chiều dài đấy thì người ta cũng đã tính toán kỹ cả tất cả rồi. Nó phù hợp với cái dây chuyền sản xuất trang thiết bị trong nhà xưởng, trong nhà sản xuất thép và cán nóng của chúng ta. Đấy, nó phụ thuộc vào những cái đó, cái thiết bị đấy mà nó chỉ được dài đến như thế. Đồng thời nữa, tại sao người ta là làm ra cái thiết bị để đón nó chỉ dài đến thế? Thế nó lại liên quan đến một cái vấn đề nữa, đó là chuyên chở ở ngoài đường. Nó dài quá là chuyên chở rất khó khăn, mà vào những cái khu vực đường cua được hẹp là chết dở. Tất cả những thứ là người ta đã được tính toán đến rồi. Và người ta chốt lại nó dài như thế này là vừa, không nên dài quá. Thế còn nay mai đường của chúng ta, đường nông thôn, đường cua của nó rộng mênh mông thì không có vấn đề gì. Thì lập tức người ta sẽ lại nghĩ đến cái dây chuyền sản xuất thép cán kia là nó làm sao cho nó cái thép của chúng ta nó dài nữa. Đó. Đúng rồi. Thế đấy là cái nói qua như thế để chúng ta hình dung được tất cả cái việc nó được quyết định bởi cái chiều dài trên thực tế rồi. Thế thì chúng ta không thể một cái thanh nó dài đến tận 15 mét như thế này được. Phải nối. Phải không? Phải nối. Bài toán kinh tế nối như thế nào cho nó hợp lý cũng là một bài toán. Thôi bây giờ chúng ta không đặt vấn đề ra. Nhưng mà ở đây của bạn này là phải nối, dứt khoát phải nối. Nha. Dứt khoát phải nối. Ví dụ như có người chọn nối ở đây. Từ đến đây của tôi là chỉ có 11 mét thôi, ví dụ vậy thì tôi chọn cái này nối đấy vì cái nội lực của thanh này nó nhỏ. Nhưng mà không phải đâu, nội lực ở đây của chúng ta đây là nút cứng dàn với cột cho nên là nội lực thanh này cũng không nhỏ đâu.
nhưng chắc chắn là nó sẽ nhỏ hơn những chỗ khác. Đấy, thì tùy chúng ta sẽ chọn nha, chọn cái vị trí nối. Đấy là những cái người mà có nhịp từ trên 24 mét, 27 mét và 30 mét. Có ai trên 30 không ạ? Như vậy tất cả những ai có L nhịp là 30 mét và 27 mét thì đề nghị là phải thực hiện mối nối của thanh cảnh. Và chúng ta sẽ tính toán ở cái vị trí đấy, thiết kế cho vị trí đấy. Ví dụ, bạn này, bạn đã đang thể hiện cho tôi một loạt các cái chi tiết này. Đấy, 1, 2, 3. Thì ở đây tôi không cần cái chi tiết này lắm, mà tôi cần cái chi tiết nối. Ví dụ chi tiết cái nút này là nút nối, tôi nối ở đây. Nút số 6, nối ở đây. Thì vì thế này, tại sao tiết diện thanh giàn của bạn chọn từ đây cho đến mãi tận đây nó y xì như nhau, vậy thì tôi nối chỗ nào mà chả được? Vậy thì tôi nối ở chỗ này. Đấy. Tôi nối chỗ này nha. Thế còn tôi nói lúc nãy tôi nối ở chỗ này á, là vì cái nối chỗ này là bên này có cái thanh có nội lực rất bé, cho nên khoảng cách nối nó sẽ ngắt. Đó. Thế nhưng nó lệch quá. À, thế thì tùy chúng ta có chọn. Ví dụ ở đây tiện thể đây bạn có nút 6, tôi đề nghị cái nút 6 này có chi tiết nối, không phải cái nút này, không thể hiện nút này nữa, không 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 thể hiện cái nút này ở đây, được chưa? Đấy, cái đấy là cái mà tôi đề nghị là thể hiện cái nút nối. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở những nút này phải có chi tiết liên kết xà gồ, chi tiết chờ để liên kết xà gồ nha, phải vẽ giống như trên này đang vẽ đây, và ở trên này không vẽ xà gồ vì chúng ta đang thể hiện chi tiết của vi kèo chứ không phải chi tiết của vi kèo liên kết với xà gồ, được chưa? Tất cả những cái thứ gì nó dính vào cái vi kèo này thì chúng ta thể hiện, còn những cái thứ không dính vào vì kèo không thể hiện ở đây, chúng ta thể hiện ở chỗ khác, một chi tiết khác. Đấy. Chỉ thể hiện như thế để đủ để cho người ta chế tạo, có nghĩa là về nguyên tắc là chúng ta vẽ một cái bản vẽ để người ta chế tạo được ra cái vì kèo. Đấy, nguyên tắc của nó là như thế, là tôi vẽ ra một cái bản vẽ để người ta chế tạo được cái vì kèo này, chế tạo được cái vì kèo. Có nghĩa rằng tất cả những nút nào nó giống nhau thì tôi chỉ vẽ một nút thôi, còn nút khác nhau về mặt nguyên lý thiết kế là phải vẽ thì tôi mới chế tạo được. Vậy thì tôi mới chế tạo được. Nhưng ở đây trong đoán môn học thì tôi chỉ yêu cầu chúng ta vẽ 5 nút để cho người ta thể, chúng ta vẽ đầy đủ, nó rõ ràng, nó tương minh để chúng ta nhìn vào đấy, hay người ta nhìn vào đấy người ta biết để người ta chế tạo được, người ta chế tạo được. Có nghĩa là yêu cầu những nút khác cũng đúng như thế, cũng đúng như vậy. Đấy. Thế ở đây chúng ta chỉ cần vẽ thế thôi. Còn trên thực tế là những nút khác nhau là phải vẽ hết thì mới chế tạo được, hiểu không ạ? Chúng ta có hiểu không? Thế thì như vậy nha. Thế như vậy là gì? Ở trên sơ đồ chung của vì kèo, ở đây là phương án là thể hiện là khung. Còn phương án thứ hai các bạn kiến nghị là cột riêng, kèo riêng. Trên cái mặt bằng kết cấu ghi là cột và kèo thì cũng như vậy thôi. Ở trên cái kèo chỉ vẽ cái kèo, không vẽ xà gồ vào đấy. Cái gì dính vào kèo là chúng ta phải vẽ. Thế được chưa? Đấy. Ví dụ như bạn nào đó vẽ là vì kèo riêng, cột riêng theo mặt bằng kết cấu là VK1 và C1. Vâng, thế thì những cái chi tiết ở cái chỗ này này, đây này, cái bản mã đây này, bản mã đây này và cái bản sườn gối đây này phải dính về vì kèo, phải vẽ riêng ra như thế, hình dung được chưa? Đấy, ở trên cái đầu vì kèo ấy, chứ không phải chi tiết này đâu ạ. Thì ở trên cái đầu vì kèo này này, nó phải có hai cái đó, đó là sườn gối và bản mã, nó phải dính vào cái thanh kèo này. Có nghĩa là cái gì dính vào vì kèo là phải vẽ, là phải vẽ. Đấy,
Thế thì như vậy là ở trên cái chi tiết của vì kèo này, tất cả những thứ dính vào nó chúng ta phải vẽ. Thế là cái gì? Được chưa? Đến chi tiết. Vậy thì ở đây có vấn đề là ví dụ cái bản vẽ của bạn này là phải bỏ ngay tất cả các sago. Không vẽ sago vào đây. Ví dụ như bạn này, ở đây chế tạo nha. Nếu như bạn chế tạo cửa trời liền với bi cao thì mới vẽ như thế này được. Chứ còn bạn vẽ đây như thế này là sai rồi. Hiểu không? Bạn nào có cái này nhỉ? Thấy. Nếu như cửa trời liền với vì cao được chế tạo cùng với vì cao thì phải vẽ nó vào. Đúng rồi, cắt thế này là đúng, nhưng còn không thì không phải. Thì ở đây của em là không phải. Tại sao thế? Tại vì cái cửa trời của em nó liền từ bên này sang bên này, còn vì kèo chúng ta là chia đôi, có đúng như thế không? Có đúng không? Cho nên không vẽ cái chi tiết này là không có. Lắp sau. Tôi cầu cái cửa trời lên lắp sau, cái mảnh cửa trời là riêng. Chứ không thể để cái cửa trời mà lại hàn có mỗi cái chân này xong nó lỏng ngỏng lên trên này, bên này rời không có cái gì dính vào nó thì không chuyên trở được. Có hình dung được chưa? Đúng. Hình dung được chưa? Ở đây là vì kèo phải chia làm hai đoạn chuyên trở. Chia làm hai. Đấy. Đấy. Chia làm hai nửa như thế. Cho nên là cái này là phải rời, phải lắp xong. Mang đến công trường mới lắp cửa trời vào được. Đấy. Sau khi ghép hai nửa dàn vào với nhau tôi mới ghép cái cửa trời vào được. Cho nên cái chi tiết này của bạn là không đúng. Nha. Cho nên ở đây tôi không yêu cầu bạn vẽ cái đó. Bạn này tôi đề nghị vẽ chi tiết 6, bỏ chi tiết 5, bỏ chi tiết 7, không vẽ chi tiết 7. Vẽ chi tiết 6 và chi tiết này là có nối thành. Chúng ta tôi khoanh luôn vào đây. À thôi, nói tôi bạn khoanh bản vẽ của bạn chứ tôi cái này chắc là tôi cũng không gửi lại nữa. Để làm gì cả. Đúng như thế không đã? Tất cả mọi người. Vâng, vâng. Ừ. Cái tất cả các thanh dài. À, cột thì cũng như thế, nhưng mà tôi đang nói phần dài là luôn luôn được kiểm tra bài toán bền và hay điều kiện bền của nó và điều kiện ổn định tổng thể của nó. Thế thì vấn đề nó ở chỗ tất cả các thanh dàn tôi đã nói từ hôm hướng dẫn rồi, đó là gì? Luôn luôn nó tồn tại nội lực dọc và lớn nhất, à quên, nội lực dọc kéo lớn nhất và nội lực dọc nén lớn nhất. Thế thì vậy thì kiểm tra bền chúng ta sẽ kiểm tra với lực nào? Chúng ta đều sai vậy. Bài y như nhau là toàn dùng lực kéo để kiểm tra. Đã chắc gì? Thế còn lực nén thì sao? Và có một vài bạn là lực nén nó lớn hơn nhưng lại không kiểm tra bền. Thế là không đúng. À đấy, sai chính là chỗ đấy. Phải sau khi trong tổ hợp nội lực để kiểm tra, chúng ta chọn ra một số thanh để kiểm tra. Các em đều làm như thế. Thế thì cái thanh ấy chọn ra rồi thì chúng ta lại phải chọn tiếp nữa là nội lực của chính cái thanh đấy. Thế thì nó sẽ xảy ra một tình huống như thế này. Cái thanh ấy rất dài, nội lực nó bé hơn thì sao? Là vì bài toán ổn định nó không đảm bảo. Có đúng không? Đấy, thế thì như vậy là chúng ta đang sai hai vấn đề. Một vấn đề nữa đó là gì? Thanh dài, nội lực có bé hơn. Thanh ngắn, nội lực có lớn hơn. Nhưng bài toán ổn định chưa chắc đã hơn nhau. Thì đấy là một cái mà chúng ta đang mắc. Cái thứ, tôi quay trở lại cái bài toán bền. Cái bài toán bền cũng tương tự như vậy. Thế thì chúng ta phải đưa ra hai cái nội lực N lớn về kéo và N lớn về nén. Chúng ta phải đưa ra và chắc chắn tất cả chỗ đấy tôi đều có một cái ngoặc và chỉ mũi tên ra là chọn cái gì, chọn cái lực nào để tính toán. Chỉ được một vài em làm được cái việc là chọn cái gì để tính. Chọn cái gì trong hai cái lực đấy, trong bài toán bền, chọn cái lực mà có trị số tuyệt đối lớn nhất để tính. Cho nên là tại sao lấy lực kéo này để kiểm tra để làm gì? Vậy cái lực nén tôi lớn hơn kia mà. Có hiểu không ạ? Đó, nó sai chính chỗ đó. Còn cái phần ổn định tôi vừa nói tràn lên đấy rồi đấy. Và phần ổn định thì chúng ta phải lưu ý cho tôi cái việc đó. Là phải xem
xem là cái thanh mà nó tương đối dài ở đâu đó nó có lực lớn, phải kiểm tra tiếp cái thanh ấy. Thì chưa chắc cái thanh ngắn đã, vì thanh ngắn thì độ mảnh nó, vì chúng ta cùng một tiết diện mà. Đó, tất cả các thanh ấy đều cùng một tiết diện. Như vậy thì chúng ta, nếu bài toán ổn định mà chúng ta lại chỉ kiểm tra cho cái thanh mà cái lực nó, lực dọc nén nó lớn, bài toán ổn định thì chỉ kiểm tra với lực nén, không kiểm tra với lực kẹp, lẽ là đúng. Như nhưng bài toán bền, nhắc lại một tí, bài toán bền thì kiểm tra với lực nén và kéo trị, thằng nào có trị số tuyệt đối lớn hơn thì kiểm tra. Đấy, chúng ta cái chỗ đấy là mắc ở chỗ đấy nha. Bài kiểm tra thanh dàn thì chúng ta đang mắc ở những vị trí như thế. Thế còn lại sẽ có một vài bạn nào đó tôi thắc mắc về vấn đề chiều dài tính toán, nhất là của thanh cánh, nhất là của thanh cánh, thì chúng ta cần phải xem lại về hệ giằng. Bởi vì có những bạn thì tôi lôi cái bài cũ để tôi xem hệ giằng bạn bố trí có đúng không, nó kiểm tra lấy có đúng hay không. Nhưng cũng có những bạn thì nó chưa làm đến chỗ nên nó dở ra không có. Đấy. Thế thì tất cả những cái thứ như thế là chúng ta, tôi lưu ý ở đấy rồi chúng ta xem lại. Chứ còn không có thể nào mà lại cái chuyện mà làm đúng theo hướng dẫn rồi mà lại các em để ý nghĩ là xem kỹ lại hướng dẫn thì nó sẽ ra. Thôi, cái câu của tôi trả lời như vậy thôi. Em đã thấy thỏa mãn chưa? Vâng. Thế bây giờ còn ý kiến gì nữa hỏi luôn. Thầy ơi cho em hỏi. Rồi. Vâng, em hỏi vào cái bản vẽ mà thầy đang xe đấy ạ. Đang xe ạ. Tôi từ từ đã, cái bản vẽ ta chưa nói chuyện vội, đang hỏi về, đang nói về phần lý thuyết. Cái bản vẽ này là của một bạn đây thì tí nữa ta sẽ nói đến phần bản vẽ sau. Vì vấn đề đó là chúng ta đang đi về cái phần lý thuyết tính toán thuyết minh thôi. Tôi đã gửi lại chúng ta rồi. Chúng ta có cái gì vướng mắc thì chúng ta hỏi. À, vâng, thế em hỏi là cái... khi mà em giảm cột với là vai cột đấy ạ, thì nhưng mà vẫn lấy cái nội lực ở rồi thì tôi đã nói rồi, đúng rồi, tôi đã nói cho phép là như thế. Vâng, thì cái phần trình bày vai cột và cột ở trước cái phần nội lực đấy thì mình có phải sửa không ạ, hay là phải mình sửa chứ, phải sửa, bởi vì em đã giảm lại rồi thì cái vai cột nó phải dài ra chứ. Đúng không? Vâng. Đúng như thế, đã sửa tiết diện cột là phải sửa tất cả, là phải sửa các hình vẽ sao cho nó khớp. Còn lại tiết diện nội lực không cần phải làm lại. Thế mà... sửa để biết là vì thế này, hầu hết tất cả tiết diện cột của các em rất thừa, quá thừa luôn. Đấy, quá thừa. À, lại nói chuyện như thế, lại có rất nhiều bạn ấy, tiết diện cột ở trên cái hình vẽ là một đằng, tiết diện cột ở đằng trước, ở cái chọn lần trước thì lại một nẻo. Tiết diện cột ở trên kiểm tra một nẻo, đến chi tiết ở chân cột, vẽ cái chân cột thì lại là một cái kích thước khác. Có nghĩa là chúng ta đang đi chép bài. Thì cái điều đấy tối kỵ. Tối kỵ. Bởi vì sau đấy chúng tôi thu cái đoán của em về, mà tất cả những bài như thế thì đương nhiên là sẽ không bảo vệ rồi. Phải làm lại là cái chắc. Và đấy, về vấn đề tiết diện cột mà tôi đề nghị là chúng ta giảm ngay để mà chúng ta thiết kế các cái chi tiết cho nó khớp. Là vì như thế. Rồi. Không phải tính lại nội lực thôi. Thế còn lại cái sai số khi đó nó không đáng kể gì cả. Ví dụ ở đây trên hình vẽ của chúng ta đang có ở đây là cái tiết diện của em ví dụ trước đây em chọn là 70, bây giờ em chỉ chọn 60, nó cứ chênh 10 phân, cái sai số chỗ này không đáng kể, em cứ kéo cái dàn này ra. Đúng như thế mà làm. Không có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Thế rồi cái nút này nó vẫn đúng như thế. Có nghĩa là em nhận cái nút này vẫn như thế, chỉ có khác cái kích thước nó bé đi. Hình dung được không? Ừ, dạ vâng. Thế thôi. Chấp nhận như thế. Để cái nếu mà mình giảm cột đấy ạ, thì cái nội lực, cái chuẩn bị ngang nó không thỏa mãn thì mình khắc phục làm sao thầy? À, thực chất ra là cái này còn phải tính lại để mới biết được cái chuyện chuẩn bị ngang là bao nhiêu. Có đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà tại sao tôi lại kiến nghị đi? Bởi vì tất cả các chuẩn bị của các em đang tính ở trên kia cả, nó cực kỳ bé. Thế nên tôi chưa sờ vào cái việc tính có đúng không. Còn lại, cho nên là tôi đề nghị giảm xuống là vì như thế. Và phần lớn ở đây là thanh Sago hoặc thanh
dàn ở bên trên và cái vị kèo, nhất là cái xà gồ thì nó theo độ võng, nhưng còn cái khung này thì không hẳn như thế đâu ạ, không hẳn đâu, nó vẫn phải theo cái bài toán cường độ đấy, bài toán chịu lực đấy, chứ không phải bài toán biến dạng đâu. Nhưng đương nhiên là cái điều đó là chúng ta cho phép bỏ qua và không xem lại cái phần chuyển vị nữa. Vâng, dạ vâng, tại vì bài của em nó dùng gió rất là to nên là em cũng lo cái đấy. Nếu nó sát thì thôi, thì em nói rằng là không thể bé được vì cái điều kiện chuẩn bị em chỉ đang trước. Thực ra những người mà tôi ghi vào đấy đề nghị giảm là tôi đều có xem chuẩn bị, đều xem điều kiện chuẩn bị cả, của người ta cho là 1/300 chẳng hạn, của các vị tính ra nó là 1/500 hay 1/ bao nhiêu thì nó chắc không 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 có nghĩa lý gì đâu. Thế còn không giảm, đấy là quyền của các em, không giảm, em chỉ ra cái điều đấy ở trên thì thấy được là cái này là hoàn toàn do chuyển vị, do điều kiện trạng thái giới hạn thứ hai nó quyết định, chứ không phải là cái trạng thái giới hạn một. Ok thế nhá. Thấy có lưu ý gì về phần tính toán thiết kế nút không Nút thì tí nữa, à nút dàn nè, ạ? nút dàn, à, rồi cái thiết kế nút dàn của các em ấy, tôi yêu cầu chỉ có 5 thôi, cho nên ví dụ như là cái bản vẽ ở đang đây là phải sổ đi hết, không vẽ nhiều thế này để cuối cùng chi chít là không rõ cái gì cả. Cho nên tại sao chúng tôi lại yêu cầu chúng ta chỉ vẽ có 5 và chỉ tính 5. Tương đương nhiên là có những bạn đã tính đến 7 nút ở trong thuyết minh rồi thì tôi cũng không bắt phải bỏ, nhưng vẽ thì chỉ có 5. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở đây cái quan trọng nhất đó là vấn đề chúng ta chọn ra được cái nội lực tính, thì hiện nay là đang vướng nhất đó là hai nút đầu dài. Hai cái nút đầu đầu dàn ấy thì chúng ta chọn moment, cặp moment. Ở trong hướng dẫn tôi ghi là phương cách thứ nhất là chọn cặp moment, cách thứ hai là nên chọn theo nội lực của thanh dàn. Có lẽ là đối với những lớp sau thì tôi kiến nghị tôi lật ngược lại cái việc đấy, dùng nội lực thanh dàn để tính cái nút này là chuẩn xác nhất, dùng nội lực của cái thanh quy tụ vào nút ấy để chúng ta tính cái đấy là chuẩn nhất. Thì hiện nay là chúng ta đang vướng mắc ở những cái chỗ này đó, à làm nó chưa chuẩn ở cái chỗ này. Đề nghị là chúng ta phải xem lại cho tôi là những cái tổ hợp liên kết cái lực tác dụng vào cái nút của cái thanh dàn này, à vào cái nút này để gây ra cái lực kéo ở trong bu lông, thì lấy cái lực như thế nào, nó ra làm sao. Đấy thì đấy là cái mà như vậy, nếu mà chúng ta lấy cái lực ở trên các thanh này chúng ta chiếu lên cái phương ngang để cho nó ra được lực kéo thì nó sẽ khác ngay, thì nó rất rõ ràng. Thế thì khi mà lấy như thế thì nó lại căn cứ vào là nếu mà tôi lấy cái lực kéo lớn đối với thanh thì nó phức tạp hơn chúng ta ở chỗ là nếu chúng ta lấy cái tổ hợp lực kéo lớn nhất cho cái thanh này thì cái ở trên này phải ăn theo thằng này, thanh xiên phải ăn theo cái thanh này, và ngược lại tôi lại lấy cái lực kéo hoặc lực nén lớn nhất, có lẽ lực nén lớn nhất ở cái thanh xiên này thì cái lực ở dưới này phải ăn theo cái tổ hợp của anh trên. Thì chúng ta lưu ý cho cái việc này. Cũng tương tự như vậy thì đối với moment ấy, thì nó dễ hơn là vì tôi ít cặp hơn, tôi chỉ cần lấy một cái moment cặp dương lớn nhất, thì đương nhiên với cái moment cặp dương lớn nhất là nó sẽ nảy ra một hai cái tổ hợp nằm trong cái các cái thanh xiên này, nó lại ăn vào cái nội lực của thanh xiên đấy. Thì chúng ta tính cái nút trên, nút có một thanh trên hay dưới đều như vậy, thì cũng tương tự như vậy, nó đơn giản hơn, nó được đơn giản hơn. Thế đấy thì tôi nghĩ rằng là ở trong những chỗ này chúng ta lưu ý cho tôi khi tính toán. Và khi tính toán thì các nút, ví dụ nút trung gian này, à lại có mấy bạn nữa là tính cái nút trung gian này, nút có thanh đứng này, nút có thanh đứng này này, đây nút có thanh đứng này, làm gì có đèn tay n nào đấy, thế mà cũng vẫn có đèn tay n, tôi không biết là chép ở đâu ra.
đấy, làm gì có ở đây nội lực thanh này và nội lực thanh bên 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 phải và nội lực thanh bên bên trái là bằng nhau, nó luôn luôn bằng nhau trong cùng một tổ hợp. Thế thì tại sao nó sinh ra? Bởi vì bên này chúng ta lấy nội lực của một tổ hợp khác, sang bên này chúng ta lại lấy một nội lực một tổ hợp khác, nó sinh ra chênh lệch. Làm gì có cái trường hợp đấy xảy ra? Thế như vậy nội lực ở phía bên này lấy là tổ hợp nào thì bên này phải đúng cái tổ hợp đó. Thì mới đúng. Nó luôn luôn như thế, không bao giờ nó chênh lệch nhau cả. Không bao giờ, trừ cái trường hợp mà có dàn phân nhỏ thì nó sẽ khác. Nhưng dàn phân nhỏ, một bên này có dàn phân nhỏ, một bên này không thì nó mới xảy ra cái tình huống đấy. Chứ còn hai bên đều có thì bài toán nó lại khác. Đấy, thế thì cái chỗ này này, nhưng mà tôi đã yêu cầu bỏ cái này, nhưng mà vì có một số bạn đã tính không vẽ cái nút này, cái nút này nó quá đơn giản, không phải vẽ cái nút này, không vẽ. Chúng ta tính toán ở tính cho cái nút nó phức tạp hơn. Cái đấy là cái tôi chỉ có lưu ý về cái phần tính toán cái các cái nút dàn thì có lẽ là chỉ có vậy thôi, còn lại nó cũng không có vấn đề gì, chỉ có là vấn đề nguyên tắc tự cấu tạo nút thôi, thì nó thuộc vào bản vẽ đây rồi. Khó nhất thì vẫn là cái nút là liên kết hai cái này và cái tính bù lông liên kết. Em hỏi chị thầy, Rồi, em hỏi đi. cái nút thầy vừa bảo ấy là cái nút đấy chỉ có một thanh thì mình có thể là chủ mình không không thiết kế hai cái tay để mình hàn, nhưng mà mình hàn thấp hơn cái bề mặt của thanh cánh ấy, sau đó À, mình thế hàn gấp cái nút đầy nào, giống nút thầy nữa, nút nút nào, nút 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 nào em con máy thầy nói đây. nút oh. Lúc này thế này. Từ từ đây à, đây à. Vâng, mình hàn lớp mình không đấy, cái mảng má có hai cái tay mà mình làm thấp hơn bề mặt trên của thành cánh ấy, sau mình hàn lớp đầy được ngay. Được chứ? Cái chỗ này chắc chắn phải làm như thế. Bởi vì cắt cho nó rất phức tạp. Bởi vì tất cả bản vẽ của các em đều không đạt yêu cầu đó là đó là thiếu cái chi tiết liên kết xả gồm. Không có đâu. Đấy, thiếu. Không phải, nó phải có chứ. Thế vậy thì đây nó phải có một cái chỗ để liên kết xà gồ như trên hình này, đây đang có xà gồ đây này. Có mà Thế thầy, có cái mà bên dưới, bên dưới. không, ta đang đang nói là trên cái thuyết minh ấy. Thế thì thiếu cái này thì em cứ tưởng kéo cái bản mã lên được, nhưng nó cái này nó cái chi tiết nó đẹp vào đấy, làm sao mà kéo được. Thì mình khoét cái chỗ đấy. Làm sao mà kéo được? Thế thì vấn đề nó chính là chỗ này, khoét một tí tẹo ở chỗ này không nghĩa lý gì, cho nên là tôi làm lấp luôn nó xuống bên bên dưới cũng không sao cả, bởi cái đường hàn ở đây nó vẫn còn đang thừa mà, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho nên là cái này phần lớn làm thực tế thì ai người ta cũng cho nó xuống bên dưới hết, và ở đây phải hàn cái thép góc ở đây để bắt cái xà gồ này đấy thì mới được, em hiểu chưa? Rồi. Đó. Thế là hai cách Còn mình vừa ở làm cái được chỗ như vậy. này, ở chỗ này thì vì cái bản này nó rất rộng, kéo tụt tất cả nó xuống, mà trong khi đó nó lại có cái delta n, nhất là cái nút này là delta n rất lớn thì rất là bất lợi, cho nên mới phải kéo nó lên, mới cắt khoét cái lỗ xuống để đặt vừa cái thép góc vào cái chỗ đấy. Đó thì đấy là cái mà nói cái chỗ 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 này phải không? Vậy vậy em đang hỏi vào cái bản vẽ mất rồi, đang hỏi về phần lý thuyết tính thôi. Đây lại nói ở trên bản vẽ có quá nhiều bạn, và ngay ở trên cái bản vẽ này cũng như vậy đây này, thì cái chi tiết ở chỗ này này có bắt được bu lông hay không, cho nên là rất nhiều bạn tôi đã khoanh vào vào đấy là vì thế. Đây này, cái khe hở này có bắt được bu lông không? Ở trên cái thuyết minh của mình ở đây này, đấy.
Đấy. Bắt đầu bù lông không? Phải để ý chứ. Và tất cả chi tiết của các bạn. Cái này lại để ngỏng mẹo ở trên này của bạn này. Thế này thì cũng chả đạt yêu cầu sai tết. Thì chỗ đấy phải đặt cái sửa là thầy. À, không, cái này tí ta sẽ nói xong. À, tiện để tôi khoạch vào đấy thôi. Bởi vấn đề nó tiếp theo đó là cái thuyết minh. Thuyết minh thì còn lại tôi nói luôn, bây giờ chúng ta sẽ nào, cái số anh em vào thì chắc là cũng tương đối rồi, cho nên là tôi đề nghị là còn ai không đến thì thôi thôi à, chắc nó chỉ được một số bạn thôi. Thì tôi đề nghị là như này, thuyết minh chúng ta lập đúng theo hướng dẫn như tôi đã nhắn ở trong nhóm. Bởi tại sao tôi nhắn như vậy? Bởi vì sau khi đọc xong thuyết minh tính toán của chúng ta thì tôi thấy là phần đa là chúng ta đang có một cái hồ sơ ở phía bên ngoài mà nó không chuẩn, sau lại ghép vào cái phần mà tôi hướng dẫn nó cứ lung tung beng, nó không đâu vào với đâu cả. Thì vấn đề nó nằm ở chỗ là thực ra cái bài mà tôi đã dàn ý ra đấy trước cho lỡ mình rồi thì thực chất ra là không cần phải xem ở đâu cả, không cần phải xem ở đâu cả, mà chỉ cần xem ở tài liệu học, xem ở cái quyển hướng dẫn đồ án mà các thầy đã in, ví dụ như vậy, và chúng ta tính là được, là nó đỡ mất công đi rất nhiều để tìm hiểu cái nọ cái kia đấy, thì nó mới nắm chắc được bài. Thì hiện nay thì tôi thấy là cái này nó không ổn ở chỗ là tôi vẫn có một cái cảm nhận ở trong cái bài làm của chúng ta đang có một cái tài liệu trôi nổi nằm ở phía bên ngoài và kèm vào cái tài liệu của tôi, thì là nó loạn hết cả lên, nó rất là lung tung đấy. Đấy là một cái. Thứ hai nữa là lại có những bạn là photo cái chữ mình gửi tẩy đi xong rồi viết lại, thì cái điều tối kỵ quá, tối kỵ quá, nó không đáng là bao nhiêu cả. Nhưng vì cái thuyết minh nó không viết theo cái mục lục của tôi, thế thì tôi đề nghị là như vậy thôi. Thế còn lại thì tất cả những điều về mặt lý thuyết nên làm như thế nào, lựa chọn ra làm sao, thì có lẽ là trong thuyết minh tôi, cái phần hướng dẫn tôi đã hướng dẫn khá là chi tiết, thì chúng ta theo ở đấy chúng ta làm. Còn có gì vướng mắc ở trong chỗ mà tại sao tôi lại bảo là làm như thế hoặc chọn như thế, bây giờ tôi đưa ra mấy phương án ở trong đấy thì các em bảo là vậy thì tôi chọn cái nào, tôi sẽ giải thích cho chúng ta cái việc đấy. Thì đấy là cái phần thuyết minh hồ sơ của chúng ta, thì tôi đề nghị là chúng ta hoàn thiện hồ sơ như vậy, tiết diện cột. Trừ những ai mà cái chuyển vị ngang của cột, chứ vì kèo là vô nghĩa rồi. Chuyển vị ngang ở đỉnh cột, thì chuyển vị ngang ở đỉnh cột là chuyển vị nào? Chúng ta phải lấy ở chỗ này. À, có một số bạn, tôi xem ở trong bảng tổ hợp nội lực, cái nội lực ở của cột trên ấy, ở cái đoạn tiết diện B ấy, tiết diện đỉnh cột ấy, rất là bé. Trong khi đó ở cái tiết diện ở chỗ vai cột thì lại lớn. Cái điều đó là chứng tỏ rằng chúng ta đang lấy ở trên này đấy. Đang lấy ở đây đấy. Nó quá sai đấy. Phải không? Cột trong sơ đồ tính của cột của chúng ta đang cần xem xét là ở đây. Ngang với cánh dưới của vị kèo. Đây là tiết diện. Nó thuộc phần này. Còn phần này nó đã được bị cái kèo chi phối rồi, cho nên nội lực nó khác hoàn toàn. Nó không còn ăn riêng với cột nữa. Đây thực chất là thanh đứng của vị kèo. Đấy. Cái đoạn này này, đây là thanh đứng của vì kèo, chứ không phải là cột. Và kèo với cột liên kết cứng với nhau tại cái vị trí này. Cô có nhìn thấy con chuột tôi đang gì trên màn hình không? Có đó. Ờ, đó. Cột với kèo được liên kết nút cứng tại vị trí này, chứ không phải là chung cái vùng này nhá. Đấy. Thì để làm được cái việc đấy, đương nhiên cái nút cứng này nó phải mở cái độ cứng lên lên trên này như thế này. Đây thực chất bản chất vấn đề là thanh đứng của cái vị kèo này, thanh đứng đầu ra đó. Thế cho nên là chúng ta, những ai mà đã tổ hợp nội lực sai, đã khai báo sai để rút ra nội lực sai, làm lại đi. Thì đấy là cái chỗ đầu cột, thì chúng ta lưu ý cho tôi cái đó. Thế thì như vậy chuyển vị ngang ở cột cũng như vậy, là chúng ta lấy ở đây, không cần viết cái chỗ này. Chỗ này nó sẽ thuộc về cái phần kèo và nó
còn liên quan đến cái độ võng của cái kèo này nữa. Tôi cần cái này, bởi vì đây nó đã là nút cứng. Và nút cứng chứ không phải là ngang nhá. Nút cứng rồi thì tôi cần cái quan tâm của chuyển vị ngang này. Thì nếu ai mà cái chuyển vị ngang này sát với da thì chúng ta không giảm tiết diện cột và chúng ta ghi vào đấy tiết diện cột được lựa chọn. Kết luận cuối cùng của phần kiểm tra đấy là gì? Kết luận luôn cột được lựa chọn hay được quyết định, tiết diện của cột này được quyết định bởi điều kiện biến dạng, bởi điều kiện chuyển vị ngang. Thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý cho tôi cái đó. Còn nhìn chung tôi đề nghị chúng ta giảm cái tiết diện cột xuống để thiết kế chi tiết cột, chân cột, vai cột, nhất là chân cột đó, cho nó hợp lý, nó đúng với cái bài của mình, các cái thứ này khác chứ nó không nghênh ngang như một số các cái bản vẽ đã có, nó không đúng gì cả. Thực chất nó là như thế, nó để chịu lực thì nó sẽ làm, nó đến thế thôi chứ không như của ta. Của ta nó to quá thành thử là mấy cái sườn, cái điều nó lại không đúng nữa đấy. Thế cho nên là tôi đề nghị là chúng ta giảm đi, là vì thế để biết được cái với cái tình trạng lực với cái nhà nó như thế này thì cái chân cột nó thường là như thế này, nó thường là như thế này đấy. Đấy là cái phần thuyết minh và cái phần mà tôi kiến nghị đó. Thì chúng ta là như vậy. Thế còn lại còn có ai vướng mắc hỏi cái gì nữa chúng ta hỏi nốt, không thì chúng ta sẽ chuyển sang nói về vấn đề thể hiện bản vẽ. Vừa rồi để chuyển thể hiện bản vẽ thì nói này này sẽ có tôi biết nói cái gì thì có lẽ là đã phải phải hướng dẫn đó. Nó chỉ là đã chỗ này là chỗ nó kèm theo đây là trong cái phần bản vẽ này thì nó sẽ kèm gắn đây cả cái biên nữa thì cũng được. Còn lại ai mắc gì thì xem thuyết minh không 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 thì chúng ta sẽ nói ở đây là nó sẽ gắn ở trên bản vẽ này, nó sẽ gắn đây phần vừa rồi chúng ta đã qua đó là địa bàn gắn tay tiếp theo chân cái hồi của vai vai của cột rồi núp ra ra thì sau công việc mình chỉ có cái bản vẽ nhé, nhưng mà sau bản vẽ này có lớn hơn nhiều nhiều nghĩa quả quả cái bản vẽ này kết quả quả tình 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 nữa. Có phải mình sẽ đi theo đúng cái kết quả bản đang cái ở trong đây này? Vâng, vâng, vâng. Có hiểu không? Nhưng đương nhiên nó không thể nào tất cả đều lớn hơn nó chắc chắn trong một cái chi tiết vừa đấy thì một cái chi tiết chi tiết nhất cái lúc nào nào này. Thì đương nhiên là nó sẽ phải lấy theo cái này 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 cái đường này dẫn là phải theo tính toán bạn, chứ tất cả này không phải theo tính toán thì cái câu nào là không đúng, không hợp lý. Thì biết như cái lúc này này cái anh này là tôi sẽ lấy lại tính toán bạn. Vậy thì đương nhiên nhất là tùy thầy tôi cắt bản mã mà cái này nó có thể lớn hơn, ví dụ như bạn bạn đang cắt thì là lớn hơn, nhưng mà cái này là không có lý. Đấy, còn đây là ví dụ như vậy, vậy đương nhiên thì con sẽ lấy cái đường hàng thẳng của anh này theo cái đoạn đoạn. Đương nhiên là cái bằng chặn chặn. Vậy thì cái đường hàng thẳng bên này đương nhiên là nó phải đại hơn rồi rồi. Thì tôi đã lấy đấy. Thế là nó so vào cái mình và so cái đây này là nó chuẩn. Nó không còn có gì mình phải làm được. Đó. Em mình không được chưa? Như vậy thì phân lâm tất cả các cái nút này này là đều phải được thể hiện theo cái được thực hiện hiện hay là được vẽ vẽ cấu tạo theo cái chữ là bản và là tính và chúng ta làm do chọn thì sao do tại sao như vậy vậy là chúng ta phải làm chọn thì trong các cái kích thước này nó chẳng chẳng thì nó không thể tự nhiên được đâu. Ví dụ như chúng ta thì chỉ cần 5 cm là được hạt giống thôi thôi, nhưng vì điều kiện là cái này nó phải kéo dài là kéo ngắn gì đó cho nên là tôi đừng yêu đây là kéo xong sau thì nó không có tất cả những kích thước từ lúc này này cho nên đầu tay rồi lại nó chẳng là cái gì vân vân đấy này là như vậy rồi. Ok ok còn ai mà thì nó không có ta lần 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 ta đi 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 vào vẽ nha được không?
Có được không? Đồng ý lắm thế này. Bạn vẽ bạn này bố trí bạn vẽ này là pro rồi, tôi thấy là tạm tạm ổn. Nhưng mà trong cái này này chúng ta có thể vẽ hai cái mặt 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 cắt ngang qua giữa nhà và một mặt mặt có cái cột sườn tường được bằng đồ hồi thì cũng được, còn không vẽ ngay cái này này không có vấn đề gì cả. Là để tôi giải quyết cho cái vấn đề này tiết kiệm nó bao lâu, chứ còn đây thì hình dung cho cái cột sườn tường như thế nào là được giúp cho các thầy hỏi nó phong phú hơn, tốt hơn không? Còn lúc mình cần thiết thì tôi thấy là trong nhiều lần lại phải mặt này cái nghe ngang bạn đang bật bạn đang để đấu rồi gì đi ạ, rồi rồi mới thấy rằng cũng chỉ rằng sao cô đấy đấy để lấy trên cái này người ta sẽ để cái vấn đề này đấy ở trên cái nghìn một bản ba cái bản chiều dài dài của bạn bè chúng ta đã phải hiện hiện được vấn đề này cái ở đây có một cái này là bạn này trên trên mẹ mẹ bạn này này là không có cái chi tiết để hiểu ra cô không có không có cần giải thiếu đó đó đây tôi đang nói thiếu mà lại nói thiếu cái này không đồng cái này tôi đang theo trong lần dẫn mai mai để vậy mà các bạn đã cuối cùng mai mai là không để tôi đang nói là mai mai này tôi cũng lấy của các bạn thì là thôi còn trong trong những cái quyết cho nên là cái này này vẽ ở đây thì không không có vấn đề gì được nên phải ba vào cái bài vào thì không tốt thôi cần phải suy tư cái này phải họ không có thì cái này sẽ vào đấy em hiểu hiểu đây đây không hiểu hiểu đó là chính tôi không sao được anh em thiết kế cái cuộc sống thường thường đây là thứ nhất là cái bài này đang dài dài không không có cái chuyện gì mắc mẫu của cuộc sống thường thường nổi nổi lên cái này này cái này điều điều là càng đúng đúng cái mà để
để cho đầu đầu người người cho bài bài và cho bài bài này này chỉ còn cần quá quá làm ra làm sao tiếp tục nhắc lại lại còn hai hai cách đặt tay tay trong năm muốn tôi nghĩ là làm là chúng ta chọn chọn một tiếp tiếp tận tận không không sẽ không không có cột ở đây có một cái bài bài bạn bè đây đây à đây 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 bạn bạn bè chỗ này này hiểu hiểu rằng ở đầu đầu cái này là cũng quan quan cái cái cột tường này là phạt mặt cái khung khung này này cho nên tôi có thể gọi là một cái cam cam nên nên là không cần cần cái cái cột này này nữa mà nó là cái khung đây này đây là bài bài trên đây là bạn 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 bè bè trong mặt phần này này đấy đấy tôi không cần cần cái cột nào là ở đây cả và ba cái cả cả cái cột này 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 là nằm trong cả hai cột cái cột cột trường tự chỉ nào nào chỉ chỉ nào nào và và đó là cái cột là nằm ngoài ngoài cái cột cột trường tự là ngoài ngoài mà cùng cùng cái đường đường đây đây có một số đường đường và đường đường chạy chạy ngoài ngoài cái khung nó trong trong có một số các bạn vẽ vẽ ở trên mặt bạn từ từ cách cách là 500 nghìn đô đó này nhưng mà lừa đối với đây đây là bạn nên nên biết thép thép đây là đây là cái hồ sơ nó cũng quá quá còn đây đây ta là đường đường mãi mãi nó lại lại nó thôi và thì nó không phải là 500 đâu không có nghĩ gì đấy thế nhưng mà thôi nói thì thế này là với bây giờ thế là nói thôi cô tưởng về về này nó sẽ ra ra phải phải trải trăm thì đấy đấy một bài bài vân vân và cái tưởng tượng là cái này này thế thì bảy như vậy là cái khung khung là phải làm được ta như cái gì là lại mãi sẵn bên ngoài này này phải phải thì vậy vậy nếu nếu như thế này này chúng ta phải làm cái này cột còn nếu mà làm là trọng trọng còn nếu như bạn bay đây đó đó là cô làm nằm trong một khoảng khung chỉnh chỉnh vậy vậy tôi đi đến một bên khác đó là ai như này đúng không thế thì vậy vậy là chúng ta đã hiểu được là những vẽ vẽ mà bằng đầu đầu là là mặt bằng bằng đầu đầu nhà nhà lần lần bằng bằng đầu đầu này làm gì là tập là nhầm nhầm là cái đường qua qua cái này đó tạm tạm dùng mặt mà thay thì làm gì là sao sao đây đây là mặt mặt bằng cầu cầu chỗ này này là bạn vẽ đây đây là chúng ta làm được không cái này này là cần vẽ cái gì đó hơn vẽ cái này này nó cũng không có mỗi người vẽ này này nó còn có tượng lên lên cao cao lên trên cái gì đó không đúng không có đi nào nào cả vì cái mai mai nó phải vẫn đang đang lên khổ cửa
Cái đấy đấy là mặt bằng cầu thì tôi lưu ý là chúng ta phải sửa sửa bài bài mình cho đúng đúng hoàn hoàn đúng bài phải nhận nhận lại là đang cầu đúng đúng bạn bạn thích đi đi một cột thì ở đây đây mày mình là bị kẹo kẹo bị cả một bị cả một bị cả một bị cả hai ví dụ như vậy vậy hoặc tất cả là bị cả một cả một sửa sửa đấy là những cái cột cột thì chúng ta phải phải nhẹ nhẹ còn còn cái gì là bên trên không thì không khói ngoài cột không luôn gì gì à là cái không luôn có một quả mà sáng ngang ngang đây 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 là cũng của chúng ta đây là đây như vậy đây đây là một hai hai cùng cả mấy cái đấy chào chào cả một ba ba đây 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 một một hai hai cả cả một thì ở đây đây là phải có cái tên tên thì không có cha cha tên đâu đâu cả thì không được à dưới đây này à đọc đọc tôi đọc 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 à đây đây không phải ngay ở dưới chân một này cả dạng dài này phải ở đây đây hoặc hoặc phải ghi lý do một này này có một này này cũng mà mấy 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 thì chúng ta là quá quá nhiều tiền ở đây đây ở đây đây tôi cũng thêm thêm những tiền rồi rồi đây đây
cái chỗ này này chúng ta lấy kèo kèo một phần hai hai vì cả một vì kèo kèo giá cả thì chúng ta đã nghĩ là cái đồng đồng tôi thấy cái này ai nghĩ cái cả kèo kèo thì vì hai cái cả một ví dụ như vậy thì là cái làm ra cái riêng riêng cái cột chúng ta phải riêng riêng vẽ theo nhau bằng bằng cầu cầu bằng 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 cầu chúng ta chỉ lên đi thì ở đây chúng ta phải phải đi đến trong thực nghiệm hiện thực tất chúng ta ta phải làm như thế cũng phải biết như thế thì chỉ là mới làm mới làm mới đạt được mới làm mới theo theo đúng sao đó thiết kế không là một một sau đó nó đúng như vậy và giải pháp là một 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 sau đó nó sinh ra như là như là một một sau đó nó thiết kế thiết kế cũng là một một ví dụ như vậy đấy lần thiết bị nó mới làm theo theo như thế tại anh dùng được giờ đây đây là lập lý ví dụ là cái bản vẽ này thôi thôi bản vẽ này biểu biểu mặt bằng bằng cấu lâu làm thế nào thì chúng ta là sáng sáng phía trước chúng ta phải làm hiện cứ đó đó thế là cái đồng góp tiếp theo rồi mất một số bài bản này này như vậy là mặt bằng bằng kết cấu này này đồ án này này là phải sửa chữa không thể thế được đến đến phần mà đó là cái này này không để ở đây đây mặt bằng bằng cái cấu xa ra cái mặt bằng cái cấu này nó sẽ đi theo nó luôn mặt bằng bằng chỉ gì ta cố chỉ gì để đang đang vào vào bãi rồi rồi đến đến thành công của không không đi gần được cái này này để thường thường lại như thế thì nghĩ chỉ cần gần cái này này tại sao chẳng như vậy vậy về cái này này nó sẽ ăn với mặt bằng mà đặt 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 trước sau đó nó đứng từ đây đây đến đây đây là mặt bằng của hệ thống tính của nhiều kèo kèo thì riêng cái nó là cái căn cốt cho nên phải phải chuyển hệ căn cốt dần dần được chưa ở đây đây bạn này này đang là thiếu thiếu cái bố trí sao cổ mặt bằng bằng đánh chê đây mặt bằng bằng đền đánh chê đây đây là cái bài bản này bạn 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 nào nào bạn bạn nào đang đang có đây không không có cho đây rồi đây tại sao đang đi thêm cái này này cho thầy xem sao nào đây là cái này tại sao phải có ở đây đây là cái đánh 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 chính tông này 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 tiếng viên này bỏ đi được không không tại vì là quả không không thể nói là tại vì anh bé bé thế nhưng tại sao anh bé bé anh này này biết tôi bỏ đi được không không đây đây đấy đấy tôi bỏ đi được không không sai là phải bàn bạc giải quyết được này sẽ là cơ quan có đây chính đây là đường đường cái trên đây là miệng đường nằm chắc chắn là có không thì không không đâu thế thì tại sao lại phải thấy cái này này em làm sao theo cái này đúng không có đúng không nhận cho nhanh nhé chứ còn mình làm sao nhiều lớp tại sao mà cho gì là việc làm là thật chẳng theo ai cả nhưng mà như vậy mới lại biết không ổn bởi vậy lại vậy lại lại không hiểu gì mẹ bùi đâu mẹ bùi đâu mẹ bùi thì không ăn lại gì cả rồi như vậy ở đây là có lý của nó nhưng mà tôi nghĩ là rằng không cần bởi vì không cần cái cửa ngoài của em ở đây đây này nó quá bé là quá thấp thấp chả có nghĩa lý gì mấy vậy cả đấy không có nghĩa lý gì cả nhưng mà lại bố trí như thế này thì đây là một vấn đề như vậy đây đây có hai tầng đứng mà nó có hai tầng đứng ở chỗ này này thì dẫn đến là tôi không có cái này ai lại là cái này còn có lý do khác là bố trí cái này đây đây đó là cái dòng cái là cái dòng mạng của tôi là nó cao lắm nó cao 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 thì có cái hệ thống dòng này được và đương nhiên là đây tôi sẽ bố trí cái dòng mạng của chúng tôi bây giờ nó có một cái thanh chống dòng ở chân mái này
tầng trời ấy, người ta đã bố trí để làm năm năm khối cứng ở trên mái này. Nhưng riêng bạn của em thì tôi nghĩ không cần thiết. Riêng bạn của em với cái tuổi trời của em như kia thì tôi nghĩ rằng là không cần thiết, không cần phải cái này này. Và tôi bố trí lại ngay này, lùi vào trong này này để làm gì nè, để tôi có cái cảm giác như thế này. Thế thì cái điều đó nó đem lùi vào đây thì nó phải phù hợp với cái sơ đồ hình ảnh này. Đây hiện nay của em đang bố trí đến đây, phải lùi cái hệ đạo của tôi đến đây rồi. Và đương nhiên như là sẽ nào cũng rồi, đương nhiên là tôi có thể lùi vào đây đây rằng đến đây đây. Làm thế nào để nó đều đều vào cái hệ nào nào nguy hiểm hơn của tôi sẽ cho nó ngắn ngắn. Thì hiện nay anh đang bố trí mãi ngoài này, đến đây đây, đến đây đây, đến đây đây, đến đây đây, từ đây đây là 3 mét đúng không? Đúng không? Đấy. Thì nếu có thể lùi nó lên đây một bước ở trên cái nút này, cái đấy là ví dụ, đấy là tôi nói rằng là cái việc bố trí hệ đạo rằng chúng ta cũng cần phải xem lại. Vì tôi hôm qua tôi đã phải cạnh rất nhiều điều, không cần phải bố trí nhiều điều trong công, nhất là tại cái thể dạng đại diện. Cái điều này tôi thấy nó không ổn, nó không hợp lý, nhưng cái đầu là không phải đúng. Cái điều là thành căn tre này đối với bạn này thì như vậy, lý quy chung về là xem lại là việc bố trí kê cánh tre nào vậy. Cánh tre này thì đương nhiên là có thể chấp nhận dày hay cánh dưới thì không. Cho tất cả mọi người nhá, là của bạn này thì đúng bài đây sẽ bị tôi nói luôn như vậy. Ở đây nó có một vấn đề này này, cái thằng cánh dưới này nó gốc sinh ra một điều đó là gì, là bạn này chưa đều vậy thì kê cánh của mình cao đó. Đó, cái đứng của mình kéo kèm lớp đâu. Thế thì phải xem đây, thầy đứng ở đây có cần phải làm nhiều cái gì không không? Đây, vậy thì khi thầy đứng ở đây là chính giữa này, thầy tại sao lại đặt thầy vào vỡ này? Đấy. Thế phải xem lại này, tôi. Vậy đây này, thầy đứng đang đây, cách 6 mét, thầy chia đây 6 mét mà. Trên phía nó sẽ không bên ngoài này, nó không phải là 3 mét. Thì cái nút này nó sẽ phải được bên trong mặt cột. Nó liên quyết là cánh keo mà. Nó sẽ bé lên. Ở đây, nếu không phải là 5-50 đâu. Thế thì được, mà bạn có thể lấy lùi vào không? Thế thì cũng sao. À, mà cánh. Đấy, thế thì phải xem lại cái chỗ này cũng cần thế rồi. Hay là tôi bỏ cái này đi và tôi thêm vào đây. Đây nó sẽ được bố trí hệ thể đứng vào đây. Không quá nhiều hệ thể đứng. Hệ thể đứng ở hai đầu kèo và hệ thể đứng ở chính giữa này thôi. Như thế này của bạn là phải bố trí hai cái hệ thể đứng ở hai bên. Thì cái điều đó là không hợp lý. Thằng đứng đặt ở đây là không hợp lý. Cho nên là tôi cần phải vẽ vị trí hệ thằng đứng ở trên này là vì như vậy. Trong hướng dẫn tôi đã nói đây. Đề nghị chúng ta xem nhé. Ở trong hướng dẫn. Và khi mà tôi hướng dẫn là ghi vào đây là vị trí hệ thằng đứng. Chắc chắn trong các bản vẽ này không 100% những người tôi thông qua chỉ những máy rất nhiều. Tôi đều ghi vào đây. Ở đây cũng phải vẽ vị trí nằm đứng ở đây thôi. Có một số bạn đã vẽ trên đứng như đây. Phải vẽ vào thì chúng ta mới thấy được cái đang đứng ở nằm ở đâu. Cái này kia thì đứng ở dưới đây này. Nó nằm ở đâu ở đâu. Thì biết được cái việc mà chúng ta kéo cái chữ thập này nó khớp được không? Không được, không được. Nên thế nào mà có thêm cái này trống ở dưới cái ngạc. Không thì dưới cái ngạc chúng ta nó quá nhiều cái trống trống. Thì cái điều đó nó phi trông vào cái hạ sở nó như một đường nhát.
nó không cần có như thế, bởi vì chúng ta đã dàn xếp trong nhiều cạnh rồi. Thế thì cái điều này các em xem xét lại lại thôi nhá. Đấy, việc bố trí dàn xếp và vị trí để đứng. Ở đây của bạn đang có một vấn đề đó là thiếu bố trí xà gồ. Tôi nghĩ rằng thì hệ của chúng ta đối xứng, cho nên là vẽ đối xứng một bên đã đặt xà gồ ở đây cũng được. Được chưa? Để cho nó tổng phù hợp. Cái kê này là chuyển kê kê xuống. Thế đấy là cái phần tôi góp ý thì cái phần ý bên 1/3 ban đầu là sơ đồ. Sơ đồ bố trí hệ cầu trọng. Chúng ta nghỉ một tí nhá. Ok. Vâng. Mọi người nghỉ một tí.